Phạm Thái xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay mình sẽ báo giá một số sản phẩm ở đây để anh em tham khảo. Đây là rề đèn Lütmen CL30, mình mới về ngày hôm qua. Thì cái rề đèn nó chạy bằng bóng đèn điện tử thì cái tiếng nó chậm rãi mà nó hay lắm. Con này thì giá với mình là 19 triệu. Anh em có cục đẩy mà chưa có rề thì sử dụng con này hết ý. Dưới này là con âm ly Marantz PM80A. Thì con này có một cái màu rất là đẹp, cái màu hơi vàng gon á, và mức giá là 4,8 triệu thôi. Đây là âm ly Sunsui 607X được cát 2 chỉ vàng. Thì con này có giá 7,8 triệu. Âm ly Concept 3.5. Con này có mức giá 10 triệu 500 ngàn. Âm ly Concept 2.5 có mức giá 7 triệu 500 ngàn. Âm ly Marantz 1150 có giá 15 triệu. Âm ly Quaffalet 868 có giá 8,5 triệu. Âm ly Lütmen 309 trơn có mức giá 15,5 triệu. Âm ly Lütmen 308 trơn có giá 13 triệu. Đây là đầu băng cối Akai 635D nút đỏ có giá 36 triệu. À. Tạm thời trong clip này mình báo giá những cái thứ như vậy. Anh em cần món nào cứ alo vào số điện thoại của mình để mình tư vấn trực tiếp cho anh em. Ngày mai mình sẽ giới thiệu với anh em nhiều cái món hay ho hơn nữa. Xin chào, hẹn gặp lại.